Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và trong chương trình tư vấn du học Úc hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn cơ hội nhận được bằng đơn và bằng kép khi đi du học tại trường đại học Southern Queensland. Và với hầu hết các chương trình học từ tiếng Anh, cao đẳng, cử nhân, chứng chỉ sau đại học và tiến sĩ thì trường Southern Queensland được gọi tắt là USQ của Sydney đều đảm bảo cho sinh viên có nhiều lựa chọn về ngành học với văn bằng đơn và văn bằng đôi. Thì Sydney nhiều năm nay được xem là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Nơi đây không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Australia mà còn là nơi tọa lạc của nhiều trường đại học nổi tiếng, có tên tuổi tại các bảng xếp hạng uy tín trong nước cũng như là trên thế giới. Và theo bảng khảo sát toàn cầu, thì trường đại học Southern Queensland được xếp thứ nhất về chất lượng học tập, thứ hai về tổng quát và thứ ba về sự hỗ trợ cho sinh viên tại Australia. Và trường còn tiếp tục dẫn đầu các trường đại học ở Australia về sự trải nghiệm trong học tập, hỗ trợ đời sống cũng như là việc chào đón tân sinh viên trong năm 2013. Sinh viên học tập tại trường sẽ được tận hưởng nhiều lợi ích. Bạn có thể tham quan Sydney mà không phải tốn phí với những địa điểm hấp dẫn như sau: cầu cảng Sydney, Knockhead Clock Out, Bảo tàng nghệ thuật New South Wales, vườn Bách Thảo Hoàng gia, bãi biển Cornwall, Opera Bar, công viên Ron, công viên Luna, v.v. Và tại trường thì sinh viên sẽ được hỗ trợ tốt về học tập và đời sống cũng như là chương trình. Tại trường thì sinh viên được hỗ trợ tốt về học tập và đời sống với những chương trình như là Mentor Program thì giúp cho các bạn sinh viên cũ và mới giao lưu với nhau, giúp cho các em có thêm những kỹ năng tốt cho nghề nghiệp, tham gia các buổi ngoại khóa và các hoạt động thú vị khác. Ngoài thư viện sách giấy thì trường còn chào đón sinh viên với một thư viện online, và đặc biệt hơn nữa là sinh viên còn được phép sử dụng thư viện của trường đại học New South Wales của Sydney. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về trường tại website của Tân Đại Dương, đó là tandaiduong.edu.vn. Với hầu hết các chương trình học từ tiếng Anh, cao đẳng, cử nhân, chứng chỉ sau đại học đến thạc sĩ thì trường đảm bảo cho sinh viên có nhiều lựa chọn về ngành học với văn bằng đơn, văn bằng đôi và đặc biệt là mức học phí ưu đãi để giúp cho quý phụ huynh và học sinh, sinh viên có thêm được những thông tin thiết thực về trường đại học ở Sydney thì cũng như là các chương trình đào tạo với mức học phí ưu đãi tại trường thì các bạn có thể liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức tại trường tại Việt Nam là công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com, chuyên mục du học Úc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.